Cách thử lòng người đàn ông để biết trái tim chàng là của bạn. Khi yêu, bạn luôn mong rằng tình cảm mà bạn nhận được là duy nhất và sâu sắc. Bạn đang tự hỏi rằng liệu anh ấy có thực sự yêu bạn không? Liệu rằng mỗi nụ hôn lên trán bạn hàng ngày là minh chứng xác thực cho tình yêu của anh ấy? Những cách thử lòng chàng hiệu quả nhất. Đàn ông luôn có những câu cửa miệng như: anh yêu em nhất trên đời, em là người phụ nữ duy nhất của anh có thể làm mọi việc vì em, chúng mình sẽ cưới nhau và có những đứa con thật hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ khi nào việc đó xảy ra thì bạn mới có thể kiểm chứng tình yêu mà anh ấy dành cho bạn. Và bây giờ đây, chúng tôi đặt ra cho bạn các giả thiết để xem tình cảm mà anh ấy dành cho bạn là như thế nào. Thứ nhất, em bị ốm rồi, em không thể đi chơi với anh được. Cách thức đơn giản để thử xem sự săn sóc quan tâm của anh ấy đến đâu. Nếu chàng thực lòng yêu bạn và lo lắng chăm sóc, quan tâm đến bạn, anh ấy sẽ chạy ngay đến xem bạn như thế nào, mua thuốc và đồ ăn để bồi dưỡng cho bạn. Còn nếu anh ấy chỉ coi bạn là thứ tình yêu qua đường hay chẳng yêu đương gì thì chàng sẽ nói vài câu an ủi rồi chạy ngay đi chơi với bạn bè hoặc ở nhà thản nhiên mặc cho bạn đau ốm. Thứ hai, xe em bị hỏng giữa đường, em lại không mang đủ tiền để sửa. Đây là cách để thử sự hào hiệp giúp đỡ người khác của chàng. Nếu anh ấy là một người đàn ông hào hiệp hay giúp đỡ người khác thì chẳng có lý do gì mà không hỏi xem bạn đang ở đâu và chạy qua giúp bạn sửa xe hoặc mang tiền đến cho bạn. Còn nếu như đó là một người không rộng rãi và cũng chẳng quan tâm gì đến bạn thì anh ta sẽ lấy lý do bận hoặc không thể qua chỗ bạn được và bảo bạn tìm đến một cô bạn thân nào đó. Thứ ba, em phải thi lại, điểm thi của em quá thấp. Bạn cũng có thể sử dụng câu nói này để thử xem tình cảm của anh ấy dành cho bạn như thế nào. Liệu chàng có lo lắng cho sự nghiệp của bạn không? Hay chỉ biết đến bản thân chàng thôi? Nếu yêu thật lòng, anh ấy sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao điểm của bạn lại kém, không rủ bạn đi chơi nhiều nữa mà dành thời gian cho bạn học hành. Còn nếu chỉ yêu bạn cho vui, anh ta sẽ chẳng quan tâm mà chỉ an ủi bạn vài câu cho lấy lệ, rồi vẫn rủ bạn đi chơi thoải mái dù ngày mai bạn phải thi môn tiếp theo. Thứ tư, em mất việc rồi, giờ em không có tiền, không có gì hết. Cũng là một cách thử như trên để thử xem khả năng lo lắng cho tương lai của anh ấy với bạn như thế nào. Dù bạn có là người phụ nữ đi chăng nữa thì công việc cũng rất quan trọng. Một anh chàng yêu bạn thật lòng là luôn muốn cả hai cùng thành công để có tương lai tốt đẹp. Anh ấy sẽ ở bên cạnh bạn lúc khó khăn và cùng bạn đi tìm việc khác, hướng cho bạn những công việc phù hợp. Ngược lại, nếu anh ta không yêu bạn thì anh ta mặc kệ hoặc thậm chí còn bỏ chạy vì sợ bạn nhờ vả. Thứ năm, gia đình em muốn gặp anh vì nghe kể nhiều về anh. Khi hai người đã yêu nhau một thời gian lâu dài, hãy nói câu đó với chàng xem thái độ của anh ấy thế nào. Nếu chàng nhiệt tình và muốn gặp mọi người nhà bạn, chàng còn đối xử với họ thật nhiệt tình thì đó là một người yêu bạn thật lòng. Còn nếu anh ta thờ ơ, không muốn gặp gia đình bạn hoặc gặp một cách miễn cưỡng thì chứng tỏ anh ấy chẳng yêu đương và không có ý định lâu dài gì với bạn. Thứ sáu, mình yêu nhau lâu rồi, em muốn biết gia đình, cuộc sống của anh như thế nào. Tương tự với biện pháp dẫn chàng đến gặp gia đình bạn, hãy đòi gặp mặt bạn bè, gia đình của chàng và muốn đến thăm họ. Nếu anh ấy vui vẻ dẫn bạn đi gặp mọi người và không có gì phải giấu giếm thì chứng tỏ đó là một người đàn ông đàng hoàng và đáng tin cậy. Còn ngược lại, nếu như anh ta lo lắng, không muốn dẫn bạn đi gặp họ
thì hãy xem xét lại tư cách của chàng. Chỉ có những người đàn ông không đàng hoàng và có nhiều điều dối trá thì mới không dám đưa bạn gái đến gặp gia đình và bạn bè của anh ta. Thứ bảy, em có gặp mấy người bạn cũ thời sinh viên của anh và nghe kể về anh? Nếu khi vừa nghe câu đó, chàng tỏ vẻ hoảng hốt và tra hỏi bạn xem những người bạn đó đã nói gì về chàng thì hãy cẩn thận. Anh ấy có một quá khứ bất hảo và cần che giấu. Còn nếu ngược lại, chàng chẳng có gì giấu giếm và bình thường khi nghe bạn nói vậy thì hãy yên tâm. Đây là người đàn ông đáng tin cậy và bạn có thể bình yên khi ở bên cạnh anh ấy. Thứ 8, gia đình em đang có chuyện buồn, cần sự giúp đỡ cả về pháp lý và tiền bạc. Một cách thử lòng chàng, xem anh ấy có thực sự muốn đi hết cuộc đời cùng bạn hay không. Nếu yêu bạn thật lòng, chàng sẽ ở bên cạnh bạn lúc khó khăn, lắng nghe câu chuyện của bạn và tìm cách giúp đỡ. Chàng sẽ tư vấn cho bạn hoặc đi tìm những chuyên gia và những người có thể giúp gia đình bạn vượt qua cơn hoạn nạn. Còn ngược lại, anh ta hoảng sợ và tìm cách lảng tránh thì bạn cũng biết rõ đó là loại người nào rồi. Thứ 9, bạn thân của em biết khá rõ về người yêu cũ của anh. Đây là cách để bạn thử thách xem chàng còn tình yêu với người cũ không. Nếu anh ấy coi như không có chuyện gì xảy ra hoặc chẳng lo lắng gì về vấn đề đó thì điều này thật sự đáng mừng. Chàng đã hoàn toàn cắt đứt với người cũ. Còn nếu anh ấy hoảng loạn và tìm cách dò hỏi bạn thì chắc chắn mối quan hệ của hai người trong quá khứ không hoàn toàn đơn giản như vậy. Hãy tìm hiểu chàng thật kỹ để không bị lừa dối. Thứ 10, mấy hôm nay em bị trễ, hình như em dính rồi. Chàng luôn nói rằng yêu bạn thật lòng và muốn lấy bạn làm vợ. Vì thế bạn cũng không tiếc nuối gì và trao cho chàng tất cả. Khi dụ bạn vào cuộc, anh ấy hứa chắc như đinh đóng cột rằng nếu có chuyện gì anh sẽ cưới em. Vậy thì đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất để thử xem chàng có thật lòng muốn cưới bạn hay không. Nếu anh ta tỏ ra vui mừng và hạnh phúc vì sắp có em bé thì xin chúc mừng bạn. Còn nếu anh ta hoảng hốt, không tin, thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu bạn có chỉ ngủ với riêng anh ta hay không thì đích thị đó là một kẻ sở khanh chuyên đi lừa phụ nữ. Với những kẻ như vậy thì bạn biết rằng mình sẽ rất khó có tương lai tốt đẹp. Cách thử này cũng không lo làm chàng bực mình, bởi sau đó bạn có thể nói với anh ta rằng chu kỳ của bạn không đều và bạn bị nhầm lẫn. Có một người ta chẳng thể gọi tên, mà chỉ gọi người trong miền ký ức. Tháng năm trôi giữa dòng đời trong đục, mà bóng hình người thật chẳng dễ phôi pha. Có một người chưa từng nắm tay ta, mà trói hồn ta ở trong mùa hạ ấy. Phượng đã bùng lên như màu lửa cháy, tiếng trống trường vẫy gọi những mùa thi. Mùa hạ ơi, đã ẩn giấu điều gì mà năm tháng qua đi vẫn dờn xanh mắt ngọc, mà ngôi sao chiều long lanh khi nắng tắt, mà lòng người mắt lịm lúc hoàng hôn. Năm tháng đưa ta qua những cổng trường, sao vẫn vấn vương về thời áo trắng. Có đôi mắt cười trong veo dưới nắng, nhắc nhớ hoài khi mỗi độ hè sang.